Nhiều người cho rằng chơi game hoặc vào mạng xã hội không có tác hại bằng nghiện ma túy, nhưng nghiện game online và mạng xã hội cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng lâu dài đến trẻ. Việc chơi game 5-6 tiếng một ngày sẽ khiến trẻ không có được sự phát triển bình thường về nhiều mặt, trẻ sẽ không có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, để làm bài tập hoặc chơi thể thao. Nhiều trẻ nghiện game nặng có thể có các hành động rất liều lĩnh, coi thường mạng sống của mình và những người khác, coi thường các chuẩn mực đạo đức xã hội và các quy định của pháp luật. Mặt khác, sức khỏe về thể chất và tâm thần của người nghiện game bị suy giảm nghiêm trọng, nặng nề nhất là ý định và hành vi tự sát vì chúng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm người này. Nhiều game thủ đã chết vì kiệt sức do chơi game liên tục trong nhiều giờ. Tiêu tốn về tiền bạc do chơi game và vào mạng xã hội khiến người nghiện phải tìm mọi cách để có tiền. Khi không có đủ tiền để thỏa mãn ham muốn chơi game của mình, họ có thể làm các việc phạm pháp như trộm cắp, cướp của, bán dâm, giết người để có tiền chơi game tiếp. Trước hết, để điều trị nghiện game và mạng xã hội, cần phải làm các bước sau. Ngừng hoàn toàn việc chơi game và vào mạng xã hội. Không cai nghiện bằng giới hạn thời gian. Tắt cơn cai nghiện game online và mạng xã hội bằng thuốc an thần và chống trầm cảm. Điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh các liệu pháp trị liệu bằng thuốc, thì các biện pháp tâm lý xã hội cũng cần được quan tâm để trị liệu có hiệu quả hơn. Tăng cường các hoạt động thể lực và hoạt động văn hóa, chơi các môn thể thao như đi bộ, đạp xe, chơi cầu lông, đá bóng và bơi lội. Tham gia các chuyến tham quan, các hoạt động ngoại khóa để tăng cơ hội giao tiếp với xung quanh, quên đi cảm giác thèm chơi game và tăng khả năng hòa nhập với cuộc sống thực tại. Người nghiện game muốn cai thực sự đòi hỏi cả một quá trình, thậm chí là cả sự hy sinh của bản thân và các thành viên trong gia đình. Bệnh nhân bị buộc phải từ bỏ Internet hoàn toàn, nghĩa là không được chơi dù chỉ một phút. Nhiều phụ huynh đã lầm tưởng rằng chỉ cần giới hạn thời gian chơi mỗi ngày dưới 1 giờ là đủ. Nhưng điều này là sai lầm vì bệnh nhân nghiện game đã mất khả năng kiểm soát việc chơi game. Khi được chơi game 1 giờ mỗi ngày, họ lại muốn chơi game lâu hơn. Khi bị cấm ở nhà, họ sẽ tìm cách chơi ở nơi khác như ở cơ quan hay quán Internet. Mặt khác, gia đình cũng nên tham gia các buổi trị liệu tâm lý cùng con để biết cách kiểm soát sớm các trạng thái bất thường nếu có. Khuyên nhủ, động viên, sẻ chia, quan tâm đến người bệnh, tuyệt đối không nên la mắng hay đánh bệnh nhân. Không tạo cho con trẻ cảm giác bản thân vô dụng, quá rảnh rỗi. Nếu có thể, hãy nhờ con làm các công việc nhà, cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp đồ đạc, tưới cây, tập thể dục hay đi mua sắm. Thông tin chuyên môn trong video được tư vấn bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa tâm thần Bệnh viện Quân y 103.